Hay tin một nữ trọng tài xinh đẹp quyến rũ là người bắt chính trong trận đấu đêm nay khiến các cổ động viên càng sục sôi, hào hứng muôn phần. Trong vòng loại ở khu vực châu Á đang diễn ra, tối hôm nay, Việt Nam sẽ tiếp tục quyết đấu với Malaysia để tranh vé tham dự World Cup 2022. Hiện, một số diễn đàn bóng đá quốc tế bắt đầu rầm rộ tin đồn, trọng tài bắt chính lần này là người đẹp đến từ Brazil, rất nhiều cổ động viên bóng đá Đông Nam Á nói chung. Và Việt Nam nói riêng, đang đứng ngồi không yên trước thông tin Fernanda Colombo Liana, sinh năm 1991, sẽ là người bắt chính trận Việt Nam. Malaysia vào đêm ngày 11 tháng 6, lý do là bởi cô nàng xinh đẹp này từng gây sốt làng bóng đá với hình ảnh cầm cờ chạy dọc đường biên. Trong trận Sao Paulo hạ CRB3 đến không ở cúp quốc gia Brazil hồi tháng 5 năm 2014. Ngoài công việc chính, Fernanda còn làm huấn luyện viên thể dục và mẫu ảnh, cô cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình truyền hình liên quan đến thể thao. Hiện tại, nữ trọng tài đang sở hữu gần 900.000 người theo dõi trên trang cá nhân, không chỉ tài năng, cô còn sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng ở quê nhà Brazil. Nhiều cổ động viên còn đùa vui rằng, mỗi khi Fernanda làm trọng tài bắt chính một trận đấu nào đó, nhiều khi đến cả khán giả lẫn cameraman còn mãi nhìn nữ trọng tài đến nỗi bỏ lỡ mất vài tình huống của các cầu thủ trong sân. Chỉ bấy nhiêu điều đó thôi cũng đủ chứng tỏ sức hút của cô tới cỡ nào. Về phần cổ động viên Việt Nam, rất nhiều cư dân mạng đã tỏ ra thích thú và mong chờ tin đồn này trở thành sự thật. Thậm chí, nhiều thanh niên còn sẵn sàng bị phạt trước nữ trọng tài xinh đẹp, bốc lửa này, tối nay nhất định phải thức để xem hết trận. Trọng tài xinh thế này thì ai cũng muốn bị phạt quá, đề nghị anh em giữ mình, không được lung lay trước người đẹp. Còn nhớ trong trận đấu với Indonesia hôm 7 tháng 6, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng vô cùng thuyết phục với tỷ số 4-0. Bốn bàn thắng được ghi bàn bởi Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh. Tuy Quang Hải bị treo giò ở trận gặp Malaysia do đã nhận hai thẻ vàng, nhưng với chiến thuận từ huấn luyện viên Park Hang-seo cùng tinh thần quyết chiến của những cầu thủ khác trong đội, hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng và đạt được thành tích cao đêm nay. Trở lại với thông tin Fernanda Colombo Liana làm trọng tài trong trận Việt Nam Malaysia, hiện đây vẫn là tin đồn chưa được xác thực. Có lẽ phải đến chiều nay, người hâm mộ bóng đá mới biết được chính xác cô nàng xinh đẹp này hay ai khác mới là người cầm còi. Hãy cùng chờ đón xem và đọc những tin tức mới nhất trên tin 4 phương nhé.